Rồi, chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay Mr. Háo có một cái sản phẩm giải mã Việt KTV DA9S. Đây là một cái bộ sản phẩm giải mã của Việt Nam lắp ráp và được phân phối ở trên Shopee với cái giá là khoảng 700k nha. Đó, giá nó rất là rẻ luôn. Và cái bộ này thì có nhiều anh em là so sánh với cái bộ giải mã KDAT 02 của Mr. Háo đang bán với giá là 520k. Nhiều anh em bảo là mua cái bộ này xài sẽ ok hơn cái bộ của Mr. Háo. Thì mình không biết cái chất âm như thế nào. Vì hôm nay mình so sánh, mình gửi ra để mình cho anh em mình xem cái bên trong của cái bộ giải mã trên Shopee này nó như thế nào, có xứng đáng với giá 700k không? Và cái chất lượng mặt nó có khác biệt so với cái bộ của Mr. Háo không nha. Rồi thì mình vừa tháo ra cái tổng quan ban đầu của bo mạch, như mọi người thấy nè, cực kỳ đơn giản luôn, hầu như là nó không có con IC gì nhiều nha. Nó có thương hiệu của Net Acoustic, mình không biết cái hãng nào là hãng gì. Và cái đèn cũng như nút bấm rất là nhiều luôn. Ở đây cái con chip mình theo mình thấy là nó sử dụng một cái con chip dán to bên máy tay phải. Đó, máy tay phải ha. Và một cái con chip rất là nhỏ xíu bên máy tay trái của mình đây. Đó, hai con chip này nó chịu trách nhiệm là giải mã thì cái bộ này hiện tại bây giờ đó là nó giải mã được Bluetooth nè, giải mã được optical nè, và đọc được thẻ USB nha, đọc được thẻ nhớ và USB, chứ không thể nào mà làm sâu cạc giống cái KDAT 02 được. Hai con chip này mình thấy rất là lạ luôn. Rồi về cái thiết kế thì khá là đơn giản, nhưng mà nó làm thương mại nên là mình thấy nó cái độ hoàn thiện của nó rất là cao nha. Có cổng volume nè, máy bên phía sau thì lại có những cái rắc RCA nè, rồi optical, và ở đây mình không thấy cái mạch Bluetooth nó sử dụng là con giải mã gì nha, nó tích hợp luôn vô con IC to đó, không thấy mạch Bluetooth nha. Anh em nào xài cái bo mạch KDAT 02 của Mr. Háo thì sẽ thấy được là cái linh kiện của nó chất lượng hơn nhiều, từ tụ nguồn cho tới những cái con IC giải mã nha. Rồi, đó là một sự lựa chọn cho anh em, và mình so sánh để cho anh em thấy được hai cái bo mạch để anh em có những cái lựa chọn thật là khách quan nha. Rồi, mình xin chào.